chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin điểm nhấn thị trường của công ty cổ phần chứng khoán MB. Bản tin hôm nay của chúng tôi bắt đầu với nhận định thị trường, chỉ số VN-Index về sát đáy kể từ đầu năm. Thưa quý vị, thị trường trong nước giảm sang phiên thứ 3 liên tiếp, lùi về mức đáy ngắn hạn kể từ đầu năm, dưới sức ép từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trên sàn HOSE có tới 87 mã đóng cửa ở mức giá sàn, bình quân cứ một mã tăng lại có 3 mã giảm. Tuy nhóm blue chip là gánh nặng kéo chỉ số chung đi xuống, nhưng mức giảm mạnh lại tập trung ở nhóm cổ phiếu mid cap và small cap. Cả hai nhóm này đều đã giảm 3 tuần liên tiếp. Trái với đà bán mạnh của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại mua dòng nhẹ trên sàn HOSE. Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm 25,96 điểm, còn hơn 1.432 điểm. Bên cạnh đó, chỉ số VN30 cũng giảm 25,49 điểm, xuống còn hơn 1.468 điểm. Nhóm mid-cap và small-cap cũng giảm lần lượt 2,6% và 2,93%. Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HOSE tăng đến mức 24.739 tỷ đồng so với mức bình quân 24.400 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng có 791 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 751 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó. Khối ngoại bán dòng nhẹ 8,62 tỷ đồng trên toàn thị trường, dù mua dòng hơn 10 tỷ đồng trên sàn HOSE. Tóm lại, nhịp giảm 3 phiên liên tiếp trong chuỗi giảm 6/7 phiên vừa qua đã khiến chỉ số VN-Index để mất gần 100 điểm, tương đương mất 6,5%. Mức giảm trong thời gian ngắn đang khiến nhiều tài khoản của nhà đầu tư rơi vào trạng thái thua lỗ và phải xử lý vị thế. Số lượng cổ phiếu đóng cửa giảm và số lượng ở mức giá sàn trong phiên hôm nay là một trong số dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đã mạnh dạn xử lý vị thế. Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đã bị đẩy về sát mức đáy kể từ đầu năm ở ngưỡng 1.425 điểm và hồi lại không đáng kể dù tiệm cận ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật MA200 ở 1.423 điểm. Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục phản ứng ở ngưỡng MA200. Trong kịch bản thận trọng, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của thị trường có thể ở mức 1.400 điểm. Với những diễn biến trái chiều của thị trường cơ bản như vậy, cùng điểm qua xu hướng dòng vốn ETF, áp lực bán mạnh từ đầu phiên giao dịch đã khiến cho các chỉ số chính tiếp tục đóng cửa trong sắc đỏ. Cụ thể, VN30 Index đóng cửa giảm 1,71%, VN100 Index đóng cửa giảm 1,97%, VN-Philips đóng cửa giảm 3,55% và VN-Diamond đóng cửa giảm 0,12%. Tương tự, các chứng chỉ quỹ ETF cũng ghi nhận diễn biến không mấy tích cực. Tổng khối lượng giao dịch ETF trên thị trường tăng mạnh 251,69% so với phiên liền trước, đạt hơn 3,25 triệu chứng chỉ quỹ được khớp lệnh trong phiên, tương đương với tổng giá trị khoảng 86,53 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại phiên này diễn biến khả quan khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua dòng 110,04 tỷ đồng qua kênh ETF nội trong phiên giao dịch hôm nay. Tạm gác lại những tin tức của thị trường trong nước, cùng điểm qua một vài tin tức thế giới. Các thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương đóng cửa giảm sau khi dữ liệu GDP của Trung Quốc được công bố tăng mạnh hơn dự báo mặc cho phong tỏa. Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ ngày càng lớn. Theo một cuộc khảo sát chuyên gia kinh tế mới đây, khả năng xảy ra suy thoái Mỹ trong 12 tháng tới là 28% so với mức 18% vào tháng 1 năm nay và 13% cách đây một năm. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin điểm nhấn thị trường của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hy vọng những thông tin cơ bản trên giúp ích cho quá trình đầu tư của quý vị. Đừng quên quay trở lại với chúng tôi vào bản tin sáng ngày mai với những thông tin hấp dẫn và cập nhật nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!